Hello, hello, hello. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series podcast Đắp Chăn Nằm Nghe Tôi Kể. Cảm ơn mọi người rất là nhiều bởi vì là đã ủng hộ cho số đầu tiên của mình. Sẽ còn rất là nhiều thiếu sót, nhưng mà mong là các bạn sẽ châm chước cho mình. Và nếu như các bạn muốn có góp ý gì thì mọi người cứ nhắn tin hoặc là bình luận trực tiếp ngay bên dưới và mình sẽ sửa. Và mình hứa là mình sẽ cố gắng hơn mỗi ngày. Với Đắp Chăn Nằm Nghe Tôi Kể thì chúng ta sẽ có 3 phần nhỏ xinh xíu xíu. Đầu tiên là bọn mình sẽ cùng trò chuyện tâm sự này. Thứ hai là tôi sẽ đưa ra cho mọi người một cái tip làm thế nào để các bạn có thể đi ngủ ngon hơn này. Cái thứ ba là chúng ta sẽ ngủ với nhau. Đắp chăn lên giường đi ngủ thôi nào. Hôm nay thì có một cái tip rất là hay để giúp cho các bạn có một giấc ngủ ngon. Như mọi người có thể thấy bình thường là có thể là chúng ta có thể là lao động này, vận động một chút xíu này, cống hiến một chút xíu này. Khi mà chúng ta mệt rồi thì chúng ta đi ngủ rất là ngon. Nhưng làm như thế nào để khi mà các bạn đi ngủ, các bạn có một cái nguồn năng lượng tích cực nhất để khi mà chúng ta thức dậy, chúng ta tràn ngập niềm hạnh phúc và vui tươi. Thì ngày hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn một tip nó hơi tâm linh một chút xíu. Đây, đó chính là chúng ta sẽ chuẩn bị một hòn đá như thế này. Các bạn có thể kiếm một hòn đá bất kỳ ở gốc cây, ở trong bể cá, ở sân vườn cũng được. Nghĩa là nó không có góc cạnh, nó càng tròn càng tốt. Như kiểu là hòn đá này của tôi là hòn đá thạch anh. Nó rất rẻ và rất dễ kiếm thôi, thì mọi người có thể chuẩn bị. Và đây là một hòn đá mà mình được sư trụ trì một ngôi chùa ở Quảng Nam gửi tặng. Sau đó thì các bạn sẽ quay trở về trong ngày hôm nay. Các bạn xem là trong ngày hôm nay các bạn có những cái điều gì mà các bạn cảm thấy biết ơn. Các bạn có thể lọc lại trong đầu các bạn. Mình sẽ cho các bạn khoảng 5 giây nhé. Đấy, 5, 4, 3, 2, 1. Sau đó thì các bạn sẽ cầm hòn đá này trên tay. Các bạn nắm chặt vào. Sau đó các bạn nhắm mắt vào. Và các bạn đạp ở một cái trạng thái gọi là vui tươi và phấn khởi nhất có thể, và thể hiện lòng biết ơn cho một điều mà các bạn cảm thấy biết ơn nhất trong ngày. Ví dụ ngày hôm nay thì mình cảm thấy biết ơn nhất bởi vì mình đã quay được một số podcast rất là hay để có thể chia sẻ với mọi người, thì mình sẽ nói cảm ơn là cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì ngày hôm nay tôi đã hoàn thành xong series podcast của mình thành công, tốt đẹp. Tuần đố các bạn biết có hai từ nào có khả năng mở ra mọi cánh cửa và mở ra tất cả mọi cơ hội và mở ra tất cả mọi phép màu dành cho tất cả các bạn. Hai từ nào? Mình cho các bạn 5 giây để trả lời. 5, 4, 3, 2, 1. Đó chính là hai từ cảm ơn. Tại sao lại thế? Bởi vì là cái từ cảm ơn nó có một cái sức mạnh, ma lực rất là mạnh. Nó có khả năng mở ra tất cả mọi thứ, mọi cơ hội dành cho tất cả các bạn. Nhưng mà nhiều người không biết. Bây giờ mình lấy một ví dụ đơn giản thôi nhá. Là nếu như một ai đó dành thời gian quý báu của họ ra để giúp đỡ cho các bạn, và nếu như các bạn không nói lời cảm ơn cho họ, thì lần sau họ có tiếp tục giúp đỡ các bạn nữa không? Đương nhiên câu trả lời là không. Bởi vì là khi mà họ đã dành tâm huyết ra cho bạn rồi mà bạn đến một câu cảm ơn các bạn cũng không có, thì lần sau không ai sẵn sàng giúp đỡ các bạn cả. Nhưng nếu ngược lại thì sao? Khi mà ai đó giúp đỡ mình mà mình dành cho họ sự trân trọng, lời cảm ơn, thì họ sẽ cảm thấy như là cái công sức của tôi dành ra cho bạn nó xứng đáng và nó được đền bù một cái cách mà công tâm nhất có thể, thì lần sau tôi sẽ lại tiếp tục giúp đỡ bạn. Và đó chính là một trong những điều đầu tiên để chúng ta có thể nói lời cảm ơn nhiều hơn tới mọi người. Và thực sự là cái lời cảm ơn và cái lòng biết ơn nó mở ra cho mình một thế giới mới, hoàn toàn mới. Và nếu như mà các bạn nào mà theo dõi mình thời gian vừa qua thì sẽ biết là từ khi mà mình áp dụng cái lòng biết ơn vào trong cuộc sống của mình thì nó thay đổi mọi thứ một cách ngoạn mục, kinh khủng khiếp. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy và mọi người xung quanh của mình cũng có thể nhìn thấy là mình đang trên một cái chặng hành trình thay đổi quá nhiều. Và có một cái nữa mà mọi người nên biết, đó chính là lòng biết ơn. Nó gắn liền với quy luật của vũ trụ.
Khi mà chúng ta có lòng biết ơn thôi thì chúng ta sẽ có thể đạt được tất cả mọi thứ mà các bạn mong muốn. Và khi mà các bạn có lòng biết ơn thì các bạn có thể đạt được huy hoàng của cả thế giới này. Và khi mà mình nói ra được những cái lời này với tất cả mọi người, tức là mình đã có một thời gian dài trước đấy mình áp dụng rồi, và mình đã đạt được những cái mà mình mong muốn trong cái thời điểm hiện tại mà mình mong muốn rồi. Và thậm chí thì mình có thể giúp những người xung quanh, bạn bè, những bạn hay theo dõi mình học về lòng biết ơn, và cuộc sống của mọi người có rất nhiều sự thay đổi. Và nếu như mà bạn nào có thời gian thì có thể là lên IGTV của Tun ở trên Instagram Tun Hay Cười. Những bài học về 28 ngày học về lòng biết ơn nó vẫn nằm ở đấy cho các bạn sẵn sàng học. Mình chỉ lấy một ví dụ thôi, là có một em, tức là bạn thân của Hạnh Nguyễn Hồng luôn. Hạnh Nguyễn Hồng thì cũng khá là nổi tiếng. Em đấy tên là Hà Trang. Và em ý sau khi học 28 ngày về lòng biết ơn cùng với Tun xong, em ấy bảo là 13 năm, mười mấy năm trời là em lúc nào cũng trong một trạng thái là trầm cảm và em muốn tự tử. Sau khi mà em học xong lòng biết ơn cùng với anh xong thì em cảm thấy rất yêu đời. Lòng biết ơn nó là như thế nào? Bản thân mình, nó là một minh chứng rõ ràng nhất cho cái việc là trước khi áp dụng lòng biết ơn thì cuộc sống của mình như thế nào, và sau khi mà mình áp dụng lòng biết ơn thì cuộc sống của mình nó thay đổi như thế nào. Về bản thân Tun thì trước khi mà Tun áp dụng lòng biết ơn thì mình là một đứa mà công việc của mình nó không được ổn định lắm. Về mặt tài chính thì tháng kiếm được nhiều tiền, tháng không nhiều tiền. Rồi thì sức khỏe của mình thì lúc nào mình cũng trong trạng thái rất là mệt mỏi, uể oải. Các mối quan hệ của mình thì với người này người kia thì nó bị vấn đề từ mình, vấn đề từ người kia, nhưng mà lúc nào nó cũng trong một cái trạng thái mà rối ren nhất có thể. Và sau khi mà mình áp dụng lòng biết ơn vào trong cuộc sống của mình thì nó thay đổi như thế nào? Tiền bạc của mình gia tăng rất nhiều. Mình được dẫn các chương trình lớn. Mình kiếm được công ty. Thu nhập của mình tăng lên gấp 3. Và các mối quan hệ xã hội của mình hay là mối quan hệ của mình với người thân nó được cải thiện một cách đáng kể và chóng mặt. Có một cái câu nói mà mình rất thích, đó chính là những ai không tin vào phép màu sẽ không bao giờ nhìn thấy nó. Mình coi cái câu đấy như kiểu một cái kim chỉ nam của mình, bởi vì mình là một đứa mà sống cũng khá là tâm linh. Cho đến một ngày mà mình được một em fan hâm mộ tên là Khánh Linh, em ấy gửi tặng cho mình một cuốn sách tên là The Magic, Phép Màu. Cái trang đầu tiên mà mình mở ra, nó có cái dòng chữ đấy luôn: những ai không tin vào phép màu sẽ không bao giờ tìm thấy nó. Thì mình nghĩ là cái cuốn sách đấy nó đến với mình, nó như một cái cơ duyên, nó như một cái cơ duyên kinh khủng khiếp. Thế là mình quyết định là mình đọc cuốn sách đấy. Và cái cuốn sách đấy nó dạy cho mình về 28 ngày học về lòng biết ơn ấy. Và sau đó thì mình thấy hay quá, cho nên là mình dạy lại cho các bạn fan hâm mộ của mình ở trên livestream IGTV. Và thế là cuộc sống của mình nó thay đổi. Trong cái thời điểm đấy thì mỗi ngày mình thức dậy thì mình sẽ viết ra 10 điều mà mình cảm thấy biết ơn nhất. Rồi thì mình biết ơn cho tất cả mọi thứ ở trên cuộc đời mình. Và sau khi mà mình học xong 28 ngày đấy thì mình cảm thấy là mình tràn đầy năng lượng. Thì cái lúc đấy thì mình dành toàn tâm toàn ý của mình, mình vận dụng cái sự biết ơn của mình để mình có thể trở thành một người dẫn chương trình, và mình có thể trở nên nổi tiếng hơn, rồi mình có thể trở nên tốt hơn. Các bạn biết là trong suốt năm 2021, chương trình đầu năm mình được dẫn là Rap Việt All Star Concert. Đấy là mình dẫn thảm đỏ. Và bẵng đi một thời gian đấy thì bên VG tự nhiên chủ động liên hệ với mình. Bên đấy rủ mình đi casting từ năm 2020. Thì mình cứ nghĩ là mình trượt rồi. Tự nhiên sau khi mà mình áp dụng lòng biết ơn, mình ghi ra 10 điều mà mình cảm thấy biết ơn nhất, tức là cảm ơn anh Phát, cảm ơn bên VG, cảm ơn Đông Tây, rồi cảm ơn ABCXYZ đã cho em cơ hội dẫn Rap Việt. Thì trong cái cuốn sách mà mình đọc là khi mà chúng ta biết ơn cho một cái gì đấy thì chúng ta sẽ có được nhiều hơn. Và thực sự mình nổi hết da gà này. Mình vừa viết ngày hôm qua, ngày hôm sau bên VG liên hệ với mình dẫn một chương trình tên là Run with VG, tức là phỏng vấn và trò chuyện các ngôi sao trong thời điểm Covid, xem họ sinh hoạt như thế nào, cảm nhận của họ như thế nào. Và đấy là chương trình đầu tiên mà mình được kết nối với rất nhiều những ca sĩ nổi tiếng và diễn viên nổi tiếng. Và mình nghĩ đấy là không thể nào nó là sự trùng hợp được, cũng không phải nó là may mắn. Nó là những cái mà mình mong muốn và nó đến. Có một cái mọi người nên biết này: trên đời này
không có điều gì là tình cờ, cũng chẳng có điều gì là ngẫu nhiên. Tất cả những cái xảy ra đều do mong muốn của một ai đó. Và mình mong muốn được dẫn show lớn. Bên cạnh cái show Run With VG đấy thì mình còn tiếp tục nhận được một show nữa mang tên là Gõ Cửa Nhà Táo. Tức là các câu chuyện bên thềm bộ phim Cây Tám Đầu Hoa. Thì mình có cơ hội phỏng vấn chú Thái Hòa, rồi thì tất cả những diễn viên nổi tiếng mà mình nghĩ là mình không biết đến bao giờ mình có thể gặp họ. Và mình được gặp họ trong một cái thời gian rất ngắn như thế. Nó chỉ là mấy ngày sau cái quãng thời gian mà mình mong muốn thôi. Và mình tức là nói thế để mọi người biết là khi mà chúng ta áp dụng lòng biết ơn mà trong cuộc sống thì chúng ta được cho thêm rất nhiều. Rất rất nhiều. Và mình chỉ muốn lấy là lấy cái ví dụ cuộc đời của mình ra để mọi người tin là đấy, là thằng bé này nó áp dụng cái này và nó đạt được như thế đấy. Nhưng có phải chỉ đơn giản là các bạn mong muốn rồi các bạn sẽ đạt được hay không? Thì nó không phải là như thế. Nó phải trải qua một cái quãng thời gian rất dài. Và các bạn phải đạt được đến một cái trạng thái là các bạn thực sự biết ơn và các bạn phải thực sự yêu thương tất cả mọi người, rồi thì yêu thương mọi thứ xung quanh. Và luật hấp dẫn là một cái mà mọi người xung quanh vẫn nói về nó nhiều, nhưng mà không phải ai cũng đạt được nó. Mọi người thấy đây, ai cũng nói về luật hấp dẫn, ai cũng nói về tôi muốn cái này, tôi sẽ đạt được cái đấy. Nhưng để đạt được cái đấy thì các bạn phải trải qua một thời gian rất là nhiều, gọi là quãng thời gian tôi luyện và khổ luyện. Đó. Và có một cái nữa, một cái vấn đề mà mình nghĩ là mình cũng nên nói. Đấy, thì bên cạnh công việc đấy thì là về tài chính. Thì mình mong muốn là tìm được quản lý và công ty. Thì sau thời gian đấy thì mình đã tìm được công ty và tìm được một anh quản lý rất tốt, đó chính là anh Hiển. Và nếu như anh Hiển có xem được đoạn này thì cảm ơn anh Hiển rất nhiều. Và có một cái nữa mà mọi người nên biết, đó chính là cái này thì mình phải lấy ví dụ thật luôn này, là về cái câu nói mà khi mà các bạn có được cái sự biết ơn thì các bạn sẽ được cho thêm và các bạn sẽ trở nên dư dả. Còn nếu mà các bạn không có sự biết ơn thì ngay cả những cái mà các bạn đang có cũng sẽ bị lấy đi. Một ví dụ đơn giản mà có rất nhiều người thắc mắc, đó chính là lý do tại sao có rất nhiều người sống tốt mà hay bị mất sớm. Họ ứng nhân xử thế rất tuyệt vời, nhưng mà có một cái họ hiểu, đó chính là biết ơn cho sức khỏe của họ. Thế nào gọi là biết ơn cho sức khỏe? Khi mà chúng ta biết ơn cho sức khỏe của chúng ta, tức là chúng ta sẽ chăm sóc nó, yêu thương nó, bảo vệ nó. Chứ không phải là tôi nói là tôi biết ơn cho sức khỏe của tôi, rồi tôi đi uống rượu uống bia quá đà quá chén, rồi tôi sử dụng chất kích thích này chất kích thích kia, rồi thì tôi làm việc hôm nào cũng cật lực, tôi tận dụng kiểu mọi thời gian công sức của tôi đến 6-7 giờ sáng rồi tôi chỉ ngủ 1-2 tiếng thôi, rồi tôi lại tiếp tục đi làm. Thật ra những cái như thế thì nó thể hiện cái sự chăm chỉ của các bạn, nhưng nó chính là một cái điều để nói cho các bạn biết là các bạn đang không biết trân trọng sức khỏe của các bạn. Sức khỏe mới là vốn liếng của tiền bạc. Và khi mà chúng ta không biết ơn cho sức khỏe của chúng ta thì sức khỏe của chúng ta sẽ bị lấy đi. Đấy là một minh chứng cụ thể nhất cho cái câu nói là với những ai không có sự biết ơn thì ngay cả những cái anh ta có cũng sẽ bị lấy đi. Có thể khi mình nói ra điều này thì các bạn tin hoặc không tin, nhưng mà mình vẫn muốn nói để có thể là sau cái những cái lời chia sẻ này của mình thì mọi người sẽ biết chăm chút hơn cho sức khỏe của các bạn. Đừng gọi là đừng bào sức khỏe quá, đừng bao giờ kiểu đi làm đêm hôm nhiều quá, và hãy biết chăm sóc sức khỏe của mình nhiều hơn bằng cách là tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, ăn những đồ ăn có khả năng nuôi dưỡng cơ thể nhiều hơn, và hạn chế những cái đồ mà chất kích thích, rồi thì rượu bia. Đương nhiên là thi thoảng kiểu bạn bè đi với nhau rồi thì hội họp công ty làng xóm các thứ thì mọi người làm 1-2 chén ok, nhưng mà nếu mà để rượu bia nó thường xuyên quá thì mình nghĩ là không nên, bởi vì là nó không tốt cho sức khỏe của các bạn. Và làm như thế nào để các bạn có thể áp dụng được cái lòng biết ơn vào trong cuộc sống của các bạn thì có hai cách. Thứ nhất là các bạn tìm đọc cuốn sách The Magic. Thứ hai, các bạn có thể lên IGTV của mình. Mình đã dạy cho mọi người về 28 ngày học về lòng biết ơn. Instagram của Tuân thì có tên là Tuân Hay Cười. Các bạn vào cái phần IGTV thì 28 ngày học về lòng biết ơn của Tuân thì nó vẫn nằm ở trong đấy, hoàn toàn miễn phí cho tất cả các bạn, và nó lúc nào cũng sẵn sàng để các bạn tìm đọc. Hoặc nếu như kiểu là bạn nào mà không có thời gian quá nhiều để có thể xem hay là học cùng mình thì bây giờ thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một số cái tip để các bạn có thể sống biết ơn nhiều hơn. Đấy, hồi xưa thì để mà nói thì mình có sống biết ơn hay không thì mình nghĩ là mình không đâu. Nhưng mà nếu mà để nói là mình có ai cảm ơn hay không thì có. Ai giúp đỡ mình cảm ơn. Ai mở cửa cho mình cảm ơn.
ai đèo mình đi đâu đó thì mình cảm ơn, ai đưa cho mình cái gì đấy, ai tặng cho mình cái gì đấy thì mình cảm ơn. Nhưng mà đấy có phải sống biết ơn hay không? Thì không. Tức là sống biết ơn là như thế nào? Là ví dụ nhá, là mỗi ngày mà các bạn thức dậy, cái việc đầu tiên mà các bạn phải làm và mình làm đó chính là mình nói lời cảm ơn cho một ngày mới. Tức là cảm ơn vì tôi đã có thêm một ngày nữa để sống. Đến bây giờ ngày nào mở mắt ra đầu tiên là tôi cũng sẽ nói câu đấy. Thì các bạn sẽ cảm nhận cái sự biết ơn là mỗi ngày được sống của tôi nó là một cái ơn huệ rất lớn. Tức là được sống, được làm người, được hít thở, được đi trên trái đất này, nó là một cái ơn huệ rất lớn. Có phải là cái điều diệu kỳ là cái điều mà chúng ta được bước đi trên mặt trăng hay không? Thì không phải. Điều diệu kỳ là chúng ta được bước đi ở trên mặt đất này. Đấy, cho nên là mọi người phải trân trọng và biết ơn cái cuộc sống này thật nhiều. Hay là chúng ta sẽ biết ơn cho bố mẹ. Bây giờ các bạn nhìn lại một cái quá trình tuổi thơ của các bạn đi. Chúng ta sẽ cùng với nhau nhắm mắt vào đi. Sau đó các bạn sẽ tưởng tượng về những cái ngày mà các bạn còn thơ bé, về những cái ngày mà các bạn tung tăng đến trường. Cho mình hỏi này, hồi xưa các bạn có được đi học không? Rồi thì các bạn có được đi tham quan cùng trường cùng lớp hay không? Có được học thêm hay không? Hồi xưa đau ốm các bạn có được bố mẹ mua thuốc cho không? Rồi thì đến ngày sinh nhật có được bố mẹ mua bánh gato cho không? Rồi thì muốn ăn cái gì có được bố mẹ mua về nấu cho hay không? Rồi thì cái lúc ốm đau có được bố mẹ cho đi khám, đi bệnh viện hay không? Rồi thì thiếu đồ dùng học tập có được ông bà bố mẹ trang bị cho hay không? Mình nghĩ là tất cả các điều trên mọi người đều có. Và các bạn nhận nó hoàn toàn miễn phí. Các bạn không phải chi trả bất cứ một đồng tiền nào để có thể nhận được những cái lợi ích như thế đến với cuộc sống của các bạn. Nhưng mà những cái đồng tiền kiếm ra để có thể mua và trang bị cho các bạn như thế thì nó là mồ hôi, nước mắt và công sức. Nó là máu xương của bố mẹ các bạn, ông bà các bạn kiếm ra những cái đồng tiền như thế. Nó dành tặng cho tất cả các bạn và các bạn nhận nó hoàn toàn miễn phí. Cho nên là các bạn phải sống và biết ơn cho tất cả các số tiền mà các bạn nhận được trong suốt cuộc đời mình. Từ ngày mai các bạn có thể áp dụng một cái phương thức là các bạn lấy một tờ tiền ra, một tờ tiền bất kỳ. Sau đó thì các bạn xé một tờ giấy gọi là giấy nốt hoặc là một tờ giấy A4, hoặc các bạn cắt một mảnh như thế này này. Sau đó các bạn viết lên trên tờ giấy là cảm ơn cho tất cả số tiền mà tôi đã nhận được trong suốt cuộc đời mình. Sau đó các bạn dán cái tờ giấy đấy lên trên cái tờ tiền và để cái tờ tiền đấy ở trong ví hoặc là ở một cái vị trí nào đấy mà các bạn có thể nhìn thấy được, để chúng ta thể hiện cái sự biết ơn cho tiền bạc. Và khi mà chúng ta biết ơn cho tiền bạc thì chúng ta có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Hay là có bao giờ mà các bạn biết ơn cho sức khỏe của các bạn hay không? Mình nghĩ là thường thường nếu như mọi người không học về lòng biết ơn thì mọi người sẽ không đâu. Mọi người sẽ coi là tất cả những cái mà các bạn nhận được ở trong cuộc sống này nó là những điều hiển nhiên. Không có điều gì là hiển nhiên cả. Tất cả những cái mà các bạn đang nhận được nó đều là một cái ơn huệ mà các bạn cần phải cảm ơn. Và từ ngày mai khi mà đi ra ngoài đường thì chúng ta hãy biết nói lời cảm ơn cho các bạn nhân viên phục vụ. Bởi vì các bạn nhân viên phục vụ cũng là con, là cháu, là bố, là mẹ, là con gái cưng của một ai đó. Hay là các bạn đi ra đường thấy chú bảo vệ hay là cô lao công quét dọn lề phố lề đường thì các bạn cũng nên thể hiện cái sự biết ơn đối với bác bảo vệ hay là cô lao công. Không nhất thiết phải là đang yên lặng lành các bạn phi ra các bạn nói cảm ơn, không cần thiết. Các bạn thể hiện cái sự biết ơn ở trong lòng. Tức là có thể là trong lòng các bạn sẽ nói là như này nhé: cháu cảm ơn cô bởi vì là nhờ có cô mà khu phố của cháu được sạch hơn. Cháu cảm ơn chú bảo vệ bởi vì nhờ có chú mà khu chung cư mà cháu đang sống được an toàn. Đấy là những cái điều mà Tun vẫn thường làm mỗi ngày. Khi mà Tun nhìn thấy bất cứ một chú bảo vệ nào hay là cô lao công nào đấy. Hoặc là sau này khi mà các bạn yêu một ai đấy, cái việc mà lúc tìm hiểu nhau họ đối xử tốt với bạn nó là điều hiển nhiên. Nhưng nếu mà một chàng trai hay một cô gái nào đấy mà đối xử tốt với những người xung quanh, với những người mà yếu thế hơn mình, thì cái người đấy là cái người mà các bạn nên trân trọng, các bạn nên ở bên. Đấy, thì khi mà họ biết trân trọng những cái người mà yếu kém như thế rồi thì họ sẽ biết trân trọng bạn. Rồi,
Rồi thì chúng ta nói lời cảm ơn cho đồ ăn thức uống mà chúng ta được ăn. Để mà các bạn có được một cái một rau cải rau muống đi, thì cũng cần có người nông dân, người ta gieo hạt mầm, người ta chăm sóc, tưới bón, rồi thì người ta thu hoạch, rồi nhờ các cô chú vận chuyển từ nông thôn đi một chặng hành trình rất dài để có thể lên trên thành phố cho chúng mình, sau đó bán cho những tiểu thương. Các cô chú tiểu thương lao động vất vả thì có thể bán rau cho chúng mình, và chúng mình mua cái rau đấy về chúng mình ăn. Thì đấy là công sức của rất rất nhiều người. Cho nên là kể cả đồ ăn thức uống thì các bạn cũng nên nói cảm ơn. Bây giờ thì mình tạo được một cái thói quen cho bản thân mình và cho tất cả những người xung quanh, đó chính là trước mỗi bữa ăn thì mình toàn nói là cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tức là mình để tay như này trước thức ăn luôn này. Nên kiểu là mình đang vẩy bụi phết màu ấy, một cái gia vị phết màu vào để cho đồ ăn ngon hơn. Mình hồi nói thật luôn, khoảng năm 2020, lúc nào mình cũng kiểu vỗ tự tin là tất cả mọi thứ tôi làm đều do tôi tự làm, tôi chẳng cần nhờ ai cả. Thì đúng là kiểu cơ hội là do mình tự kiếm. Rồi thì tất cả mọi thứ đều do mình tự làm mà nó đến. Nhưng mà có phải là mình tự làm được không? Không. Mà đến ngày hôm nay thì lúc nào mình cũng bảo là cảm ơn tất cả mọi người vì đã giúp đỡ em. Không có mọi người thì không bao giờ có em ngày hôm nay. Đó, cho nên là mọi người nên sống kiểu như thế để chúng ta có thể hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Khi chúng ta có tiền và khi mà chúng ta có sức khỏe thì mình nghĩ là các bạn sẽ trở nên tự tin. Và cái thứ hai, các bạn sẽ hạnh phúc vô cùng. Bây giờ nếu như mà có một điều ước thì mình sẽ ước là có thể đem những bài học về lòng biết ơn vào trong nền giáo dục của nước nhà. Bởi vì là từ bé đến lớn thì mình này, hay là tất cả các bạn nói chung này, thì cũng đều được dạy về cái việc là hay nói cảm ơn người khác. Nhưng mà chúng ta hoàn toàn không biết được là cái lời cảm ơn thực sự nó là như thế nào. Và chúng ta cảm ơn một cái cách rất là công nghiệp, và cảm ơn theo như kiểu là hình thức cho có. Cảm ơn nhá, cảm ơn bạn nhá, cảm ơn ấy nhá. Tức là chỉ nói mồm thôi, chứ còn đầu óc là không thực sự biết ơn người đấy. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta mỗi khi mà nói ra một lời cảm ơn tới ai đấy thì hãy thể hiện sự chân thành của mình. Ví dụ như kiểu là một ai đó vừa mua giúp mình một đồ mà mình cần đi, thì không chỉ đơn giản là cảm ơn nhá, mà hãy thể hiện cái sự biết ơn đối với họ là bằng cách là mình có thể nhìn vào mắt họ, mình nhìn vào mắt họ, rồi thì mình thể hiện một cái gương mặt mà vui tươi hơn một chút xíu để nói lời cảm ơn. Ví dụ như kiểu này, cảm ơn nhá. Hay là bây giờ các anh quay phim đang quay phim cho mình thì mình nói là cảm ơn anh đã dành thời gian quay phim cho em, rất là vất vả. Đấy, nó là như thế. Thì mọi người sẽ có thể cảm nhận được cái sự biết ơn của mình, và họ sẽ rất vui để là sau có thể giúp đỡ được mình nhiều hơn. Tức là hãy đem cái cảm xúc của mình vào cái lời cảm ơn, chứ đừng cảm ơn công nghiệp. Và bây giờ thì thời gian thì nó cũng không còn nhiều nữa, nên là mình chỉ muốn nói là cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bởi vì là đã ở lại đây đến những giây phút cuối cùng để lắng nghe những lời chia sẻ này cùng với mình. Trước khi mà chúng ta đi vào giấc ngủ thì Tun có một điều rất đặc biệt dành tặng cho các bạn, một món quà để thể hiện lòng biết ơn của Tun với tất cả mọi người luôn, và cũng là để cho mọi người có thể từ giây phút này học với lòng biết ơn luôn, bằng cái cách là các bạn sẽ chia sẻ podcast tập số 2 này về trang Facebook cá nhân để chế độ công khai, sau đó các bạn sẽ viết ra 5 điều mà các bạn cảm thấy biết ơn nhất, kèm hashtag cảm ơn theo mẫu câu tôi thực sự biết ơn vì ... Và các bạn sẽ viết về 5 điều mà các bạn cảm thấy biết ơn nhất trong năm 2021. Bởi vì là trong năm vừa rồi thì nó là một năm mà rất là nhiều khó khăn và mất mát. Nhưng mà mình nghĩ là ở đâu đó có khó khăn hay là ở đâu đó có thất bại thì nó cũng sẽ đi kèm với hạt giống của sự thành công. Và nó cũng sẽ là khởi đầu cho một điều gì đấy nó sẽ tốt đẹp hơn. Các bạn có thể biết ơn cho sức khỏe của các bạn, biết ơn bố mẹ các bạn, biết ơn công việc của các bạn, biết ơn người yêu của các bạn. Nói chung là các bạn có thể biết ơn tất cả mọi thứ mà các bạn cảm thấy biết ơn là được. Để coi như là các bạn có một cột mốc là từ giây phút này, từ ngày này là tôi bắt đầu được học về lòng biết ơn cùng với Tun Phạm nè. Đấy, thì để so cho những cái năm tháng sau này khi mà các bạn xem được, hoặc là một lúc nào đấy các bạn quên mà các bạn tình cờ thấy được cái chia sẻ này, thì các bạn cũng có thể là nhớ về nó và bắt đầu thực hành lại. Và bên cạnh đấy thì trò chơi thì nó cũng sẽ đi kèm với phần thưởng, là mình sẽ chọn ra 5 bạn, còn là 5 bạn may mắn nhất đi ha. Bởi vì bạn mình nghĩ là khi mà các bạn nào mà học về lòng biết ơn thì đều xứng đáng nhận quà cả. Không biết là các bạn đã nắm rõ luật chơi chưa ạ? Nếu như mà nắm rõ luật chơi rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đi ngủ thôi. Mình buồn ngủ quá rồi các bạn ạ. Rồi, chúc các bạn ngủ ngon. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.